thế bố lê lầu cầu thế gửi trăm mà đúng không? Lan xin chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Phương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Nóng hậu trái thiêu ra đây mà do là nhà hàng của bố sinh làm ông bà cô chú chuẩn bị mở cửa lại rồi, cho nên cấp này tụi em tăng ca để đẩy nhanh tiến độ nè. Giờ này tối rồi mà bố sinh vẫn còn làm. Những ngày này thì Lan không có bận lắm, do là bố sinh đang dán gạch ông bà cô chú, chỉ cần phụ buổi sáng mình trộn cát với lại xi măng, còn việc còn lại thì mình ơn ảnh tự làm ông bà cô chú. Ban ngày làm, ban đêm thì rủ anh họ đi bắt cá. Cá thì trong tủ lạnh nhà Lan vẫn còn rất là nhiều, nhưng Lan để dành lại, hôm nào không có đi bắt cá được thì mình ăn, hoặc là còn nhiều thì mai mốt về thành phố sẽ đem lên cho bà cháu Tiểu Huệ. Wow, cái này rất ngon. Ừ, ngon, ngon. Cái này có cá rồi, ngon. Cái này có cá. Hãy khơi à. Đây là cái ấy ơi, chứ có ta chào hỏi đâu không? Yên ừ. Ta chào được mấy cái ta đi về ta đi quý. Ở bên này nè, có rất là nhiều loại cá lạ mà là không biết dịch bằng tiếng Việt Nam là gì. Con cá này là con cá gì là cũng không biết luôn. Lan biết được con cá giết. Cái con cá này cái thịt của nó rất là mềm. Hôm nay hai anh em á bắt được cũng nhiều loại cá lắm ông bà cô chú. Nị bu xưa à? Nị giao tôi sợ gì nhà nã la? Nị giao sợ mấy gì nã la? Ai? Được mấy con cá? Nị giao sợ mấy gì nhà đây nã đi? Đây, ta đi, nã đó. Đây không có cá bự mà cô chú cá nhỏ nhỏ không à? Chứ cơ nhỉ giờ nhỉ giờ phát sao? Đây 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 thằng này có nhiều. Này, chứ cơ giờ sư. Để nó phát sao? Nó thả lại cho nó sống. Chứ bắt làm gì? Ấy. Nó nhỏ quá cả nhà. Mấy con cá nhỏ nhỏ đó, đó nó còn lớn nữa đâu mà cô chú, cho nên là Lan thả lại dưới hầm mai mốt về ăn. Còn mấy con cá nhỏ dưới này á thì nó ngụm hết trơn rồi, cho nên là không có thả lại được. Mấy con này á vừa lên không khí là nó ngụm liền. Còn cái con cá này là mắm ăn ngon lắm, nó giống như là con cá sơn ở Việt Nam mình á. Anh họ về rồi, Lan và Bảo Sinh á đi vào á bắt tay vào làm cá. Bây giờ là thời tiết nóng lắm ông bà cô chú, nếu mà để ở bên ngoài á thì cá nó sẽ dễ bị ươm. Còn mà để nguyên như thế này á, bỏ vô tủ lạnh á thì không có chỗ để. Ở bên này tủ lạnh không có giống tủ lạnh Việt Nam mình. Ở dưới ngăn đá nó có từng hộc, chỉ có tủ đông ở bên này thì nó mới giống cái tủ kem vậy thôi. Cái giết thiệt to luôn ông bà cô chú. Hai con cái giết này mà ngày mai mà hấp một cái món hấp bia thử coi ăn như thế nào nha cả nhà. Là thấy là Lan mê rồi đó. Lan thích nhất là ăn cá ông bà cô chú. Cá đang làm xong rồi nè ông bà cô chú, ớt muối để sáng ngày mai chiên, Lan sẽ cho một tí xíu muối vô đây, nhiều quá thì nó sẽ mặn. Dặn lại cho cá nó đừng có bị ương thôi ông bà cô chú. Xong rồi Lan sẽ ướp nước mắm vô. Ướp nước mắm thì cá nó sẽ có cái mặn dịu, chứ nó sẽ không có mặn chát mặn lè giống như là mình ướp muối không ha. Đây là mẹ Lan lúc trước dạy cho Lan ấy. Này, mình sẽ chọn đều lên. Muối cá để sáng mai á sẽ ăn buổi trưa ông bà cô chú. Sáng mai làm đậm lắm. Sáng ra thì Lan với Bảo Sinh á bận lắm ông bà cô chú.
Ngày nào thì cũng làm từ sáng, làm cho đến tối. Bảo Sinh thì xây nhà, Lan thì phụ lặt vặt. Sẵn Lan vừa nấu ăn, Lan vừa làm video luôn. Chứ lo làm không à, ở không cũng đâu có làm gì ra tiền. Ở quê mà, đâu giống như ở thành thị đâu. Còn sửa nhà thì tụi em không có thuê nhân công. Hôm giờ thì cũng có rất là nhiều ông bà, cô chú, anh chị thắc mắc. Hỏi Bảo Sinh không đi làm nữa, sao lại về quê? Bảo Sinh về quê á là để sửa nhà ông bà cô chú. Do hiện tại á nhà hàng đang sửa đường chưa xong. Nhân cái dịp sửa đường, nhà hàng cho Bảo Sinh làm á đóng cửa lại để trang trí nội thất. Cho nên hiện tại Bảo Sinh được nghỉ 2 tháng. Nhân dịp này tụi em đi về quê sửa nhà luôn. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Lê vô lê. À. Lê vô. Sáng hôm nay thì buổi sáng ai rảnh rỗi không bà cô chú, vừa phụ anh Bảo Sinh á, đang vừa dọn cái đống đồ này ra luôn nè. Đây là quần áo lúc trước á, đang cái bộ Sinh đi làm hộ á, rồi về sau có thời gian là hai vợ chồng đi đi làm công ty nữa. Cái bộ đồ này rất là ấm, là đang giặt lại ông bà cô chú. Cái nào xài được thì xài, cái nào không xài được thì em đốt luôn. Chứ tiêu rồi. Cái áo này 10 năm rồi nào mà vẫn còn nguyên. Giờ anh bữa xin nó tắt xuống lên đó cả nhà. Chứ cơ dâu dâu. Làng dọn ra cái đống đồ này nè, 10 năm có, 6 năm có, 7 năm có. Bà nội Tiểu Huệ giữ rất là kỹ ông bà cô chú. Mấy áo này nè, lúc mà Bảo Sinh á đi làm
trong nhà hàng á một cô chú, lúc trước ảnh có đi làm nhà hàng nữa đó, làm tiếng nhị á, đi phim gì là người ta phát cho ảnh cái áo này nè, bây giờ đâu mặc được đâu, nhỏ xíu à, nó bị lớn rồi, giờ ảnh mặc nó bị lớn. Này về bán cho mẹ bà nội tức quậy mặt. Những cái đồ gần đây mà cô chú thì có thể là bố xin mặc được nha. Bỏ luôn rồi. Quần bầu có Lan không một chút, lúc Lan mang bầu ấy Tứ Huệ á, vẫn còn để. Đây này dây mang bầu với Tứ Huệ đó là vào ngay mùa đông lạnh lắm. Con gái nhiều khi cũng phải điệu, phải giớ cái này kia, giớ này giớ nọ. Giờ có mặt đâu, già rồi ông bà cô chú. Lớn tuổi rồi. Này, bước đánh luôn. Cái này đi sáng sớm tầm mò. Đi sáng sớm tầm mò xua à? Khẩu thông. Hả? Khẩu thông. Khẩu thông, nó chứ bố xưa hả? Ừ. Hôm nay nè, Bảo Sinh làm cái món cá chân tương của Trung Quốc, cho nên là sẽ không có thể thiếu cái cọng hành to này nè. Lan chạy ra giường của bà dì, Lan hái một cọng ông bà cô chú. Ở đây người ta trồng đồ tốt dữ lắm. Nó là cho xéo ra. Hôm trước là có hấp cái con cá chấm cỏ, Bảo Sinh thấy rất là ngon nhưng mà lại thiếu nước tương. Nay anh ấy tự vào bếp làm luôn đó ông bà cô chú. Còn Lan thì Lan quay qua rửa đồ rửa đạc, với lại là dọn dẹp. Hôm trước Lan mới dọn ra, nay thì mới là cái ngày mà Lan tổng vệ sinh nè ông bà cô chú. Đây là lần đầu tiên Bảo Sinh làm cái món này đó ông bà cô chú. Chứ là nào giờ cá thì Bảo Sinh chỉ có nấu canh thôi. Lan thì Lan chiên thêm mấy con cá nữa. Lan sợ tí nữa là ăn không đủ quá ông bà cô chú.
Hôm qua Lan làm gỏi cuốn còn dư thịt quá trời, nay Lan bỏ vô trong nồi hấp lại, tí nữa ăn luôn, chứ bỏ thì lãng phí. Rồi, mình ăn cơm thôi cả nhà ơi. Lan mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với gia đình Lan nha. Bà cô chú ăn cơm. Ôi trời. Cô nhà bà cô chú ăn cơm. Đói quá. Đói không? Quá. Đói không? Đói. Đói. Không thích. Cá chiên, cá là muối chiên nè. Hôm nay thịt này ăn hết luôn. Đây là bữa cơm trưa của nhà Lan nha ông bà cô chú. Hôm qua Lan làm ba cái gỏi cuốn á cả nhà, xong rồi cái là vô thịt quá trời luôn rồi, bây giờ là phải ăn cho hết nha, ăn cho hết. Nếu mà chưa ăn không hết thì Lan lại để chiều ăn tiếp ông bà cô chú. Rau nữa, còn rau quá trời luôn. Rau này thì Lan đi hái, còn cái cà rau sát này thì Lan đi đang đi ra ngoài siêu thị mua. Thế ở đây bây giờ cũng đang có chồng nhưng mà nhà Lan không có chồng. Ngon. Ủa xin hấp nè. Hôm qua có một cô nói với Lan là cái cá này nè thì nó xương rất là nhỏ, mình phải sắc cho nó, ví như mình khứa cho nó mịn lại một chút xíu á, khứa cái lần khứa ở trên mình của con cá là phải gần một tí xíu thì cái xương của nó sẽ nhỏ lại, cho nên là Lan khứa nó nhỏ ấy. ngon cả nhà. Cũng có xương. Sử dụng tiền thẻ này. Hả? Từ đó chứ thế à. Chúng ta dùng cái tay thẻ này. Đây. Nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt nha. Rất là ngon. Ăn miếng thật. Lan hay nấu món ăn Việt Nam á, thì lâu lâu Lan để cho bộ sinh nấu một bữa, chứ ép ảnh ăn hoài thì thấy ảnh tội ông bà cô chú. Nhưng cấp này thì bộ sinh cũng ăn được món ăn Việt Nam lắm nha. Video của Vương Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Hẹn cả nhà gặp lại ở những lần quay video tiếp theo nè. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều.